Xin chào anh chị, và ngày hôm nay em Thanh Tùng sẽ test cái độ chịu lực và chịu chảy xước của cái tấm ván sàn Đông Hoa. Và trên tay em là một tấm ván sàn rất là mới. Và ngày hôm nay em sẽ để nó ở bên dưới cái bánh xe này và cho nó cán qua để xem cái độ chịu lực của tấm ván sàn này như thế nào. Và bây giờ không để anh chị chờ lâu thì xin mời các anh chị cùng xem. Đây, em sẽ cho vào cái bánh xe này. Và bây giờ em sẽ cho xe lùi. Chiếc xe này thì đang có trọng lượng là 1,5 tấn. Và bây giờ sẽ cán qua. Ok, tiến lên đây. Ok. Và sau khi cán qua 2 lần thì đây là kết quả. Như anh chị để ý là thấy ra là không vấn đề gì cả. Tấm ván sàn vẫn không bị sao. Và để công tâm hơn thì hôm nay em Thanh Tùng sẽ dùng con xe Focus này. Và con xe Focus này có cân nặng là 4 tấn. Và em sẽ dùng con xe này để cán qua cái tấm ván này. Đây con xe Focus. Con này nặng 4 tấn anh chị ạ. Và ngày nay em sẽ dùng con này để cán qua cái tấm ván này để xem cái độ chịu lực của tấm ván này như thế nào ạ. Em ơi, quay cán ngang phân ưng. Cái ngang thì tí mới ấy. Đây em sẽ cán cái chiều này cho được nhiều. Sau 2 lần cán qua thì vẫn không sao anh chị ạ. Bề mặt vẫn rất là phẳng. Gần như là không có chảy xước gì cả. Không có chảy xước gì luôn. Và sau 2 lần cán thì tấm ván vẫn không sao anh chị ạ. Bề mặt vẫn không bị xước. Đây em có thể quay cận cảnh cho anh chị xem. Và gần như là cái tấm này cũng không bị cong vênh. Không bị cong. Và ngày hôm nay em Thanh Tùng đã test cho anh chị những bài test về độ chịu lực và chống chảy xước của tấm ván sàn Đông Hoa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau. Xin cảm ơn.